Kêu bắn mình khắc chạy. Thank you.
không quả lưới. Rất tốt, rất thuận lợi.
kiểu 70. Điểm Tường Lan 11-6. Điểm cho đội Tiên Kiều 71. Phòng thủ quá xuất sắc. Cả hai bên đều có pha phòng thủ tốt. Không như pha phòng thủ xuất sắc. Hai bên đều trình diễn một lối chơi có thể nói là ở một đẳng cấp rất cao. Quá là đáng tiếc của đội Hồng An 12-7. Quá đáng tiếc của đội Hà Tĩnh Kiều. Tiên Kiều chơi không phải kém, tuy nhiên là đang bị dối ở thời gian đầu của trận đấu. Đây đội nhà anh. Gáo. Trọng tài viên mỏi chân đấy. Và ngay sau đó thì đội Tiên Kiều đã phải xin phép hội ý. Quá đông. Quay bằng bên kia mới chuẩn kìa. Cây xanh có chức chứa lên tới 20.000 chỗ ngồi. Nhưng đến giờ này đã chật cứng, không còn một chỗ trống nào. Xa xa có một số khán giả leo lên hành lang, leo lên máy, nhà máy bằng để bó vào để theo dõi trận đấu hấp dẫn như thế này. Và tất cả những ai rồi này. Có mặt chiêm ngưỡng những trận đấu căng thẳng như thế này. Quá vì được điểm cho Tiên Kiều 8-13. Thấp quá. Xin lỗi, đội Đồng Lan có điểm. Điểm của Đồng Lan có
149. Xin lỗi cả. Xin lỗi à. Đập rất mạnh. Cố lên. Chàng vỗ tay nữa thì cổ vũ cứ khá tiên kiều.
chúng ta vỗ tay thật nồng nhiệt. Đấy bóng ấy mình đang à, đọc vừa rồi không thật có thể nói là rất nhanh tốc độ của pha bóng vừa rồi có thể lên đến 500 km/h các bạn. Như vậy là còn 2 điểm nữa thôi, Kiên Cường sẽ đuổi kịp Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ăn bánh dưa chín. Báo một rồi.